chào tất cả các bạn của kênh Bên Miền Tập Lục nha. Mình đang ở Đà Nẵng các bạn. Mình đang set up một cái tiệm giặt ủi, giặt hấp. Nói chung là các kiểu giống như giặt ủi của bà Thị. Ở đường Nguyễn Hoàng, thành phố Đà Nẵng, cho một học trò. Ở số là 253/10 đường Nguyễn Hoàng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Chủ nhật tuần này sẽ khai trương tiệm giặt sấy, giặt ủi tên là Thơm Tho. Các bạn có nhu cầu về giặt sấy, giặt ủi ở khu vực đường Nguyễn Hoàng, đặc biệt là phía ngay chỗ quán bánh canh cá lóc tên là Yến, ngay đầu đường, thì cái tiệm giặt sấy Thơm Tho của học trò mình nằm ngay cái vị trí đó. Các bạn có nhu cầu thì cứ tới sử dụng dịch vụ ha, làm tất cả các loại hình giống như của tiệm giặt ủi Bà Thị ở Sài Gòn. Mình chia sẻ các bạn thông tin như thế này: nhân dịp ra Đà Nẵng để set up tiệm thì bất ngờ mình nhận được một cái lời mời của hội giặt sấy Đà Nẵng tổ chức một cái buổi offline ở ngay trong thành phố Đà Nẵng luôn. Vì họ biết mình có đi ra ngoài này cho nên là họ tìm cách liên lạc với mình và mời mình tham dự cái buổi offline này. Thì trong cái buổi offline của hội giặt sấy Đà Nẵng thì rất là nhiều bạn làm nghề về giặt sấy có tham gia, gần 50 bạn. Đây là buổi offline đầu tiên của hội giặt sấy Đà Nẵng, chia sẻ những cái kinh nghiệm về nghề giặt sấy, những cái khó khăn mà tất cả các bạn đang gặp phải và những cái tình huống mà các bạn cũng chưa gặp bao giờ. Thì mình cũng rất là may mắn mình tham dự trong cái chương trình này và chia sẻ kinh nghiệm vốn có của mình về những cái tình huống các bạn đã gặp và những cái tình huống các bạn sẽ gặp, để giúp nhau cho cái nghề giặt sấy, đặc biệt ở thành phố Đà Nẵng, nó phát triển mạnh hơn và đúng với cái giá trị của cái dịch vụ giặt sấy tại Đà Nẵng. Trong cái chương trình đó thì ngoài những cái bạn làm về giặt sấy thì cũng có những cái bạn là những cái nhà cung cấp chất tẩy rửa, ở đây là nước giặt, nước xả, chất tẩy rửa vân vân, và những cái anh chị trong cái ngành nghề về cung cấp máy móc. Rồi có những anh chị lại trong luôn cái ngành nghề là không đi theo cái giặt ủi nguyên sinh mà họ đi theo cái giặt ủi công nghiệp vân vân. Thì trong cái chương trình ngày hôm qua mình có tham dự thì một số cái nhãn hàng của những cái anh chị cũng tham gia trong chương trình, nhưng mà không phải ở miền Trung mà là từ miền Bắc đi vô. Thì họ gửi cho mình những cái mẫu sản phẩm để chia sẻ cho những anh em, thứ nhất là trong cái buổi offline, cái thứ hai nữa là gửi cho chính mình để mình sử dụng, mình test cái chất lượng như thế nào. Vì thực sự ra đối với anh em trong ngành nghề này thì rất là nhiều người quan tâm tới những cái clip trên cái kênh YouTube của Ngành Nghề Tập Lục, và đặc biệt nó liên quan đến vấn đề giặt ủi các bạn, cho nên là họ cũng gửi cho mình rất là nhiều cái sản phẩm. Bây giờ mình đang ở Đà Nẵng, đang trong cái tiệm giặt chuẩn bị khai trương, cho nên mình có những cái sản phẩm họ gửi, cho nên mình lấy ra mình test. Bên cạnh những cái sản phẩm mà mình yêu cầu các bạn phải sử dụng rất là nhiều các bạn ha, nhiều lắm, nhưng mà những cái sản phẩm các bạn thấy đây là những cái sản phẩm nó có thương hiệu, có tiếng và nó có cái thị phần cao, và đặc biệt là cái chất lượng nó đạt tới cái yêu cầu chung. Thì những cái sản phẩm khác cùng loại của những cái cơ sở hay những cái công ty sản xuất trong nước thì cũng đang tìm cách tiếp cận khách hàng nhiều hơn, đặc biệt là những cái khách hàng là những cái tiệm giặt sấy, vì họ sử dụng rất là nhiều cho giặt sấy dân sinh. Để phục vụ được nhiều người hơn thì cái chất lượng đòi hỏi phải được sát sao hơn. Chúng ta không có so sánh giữa những cái nhãn hiệu Việt Nam của những cái công ty với những cái nhãn hiệu quốc tế, vì mọi sự so sánh nó đều khập khiễng hết các bạn. Cái quan trọng là nó đạt được cái yêu cầu về cái chất lượng của cái nước xả hay nước giặt hay là nguồn nước giặt, và nó đạt về cái yêu cầu về cái độ lưu hương vân vân, mà quan trọng hơn hết là những cái nguyên vật liệu để sản xuất ra được cái nước giặt, nước xả đó là phải đạt cái tiêu chuẩn yêu cầu và nó không gây những kích ứng da.
thì mình có nhận rất là nhiều cái mẫu sản phẩm, thì trong đó mình thấy thấy có nước giặt Dela của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại toàn cầu DT ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Thì họ gửi cho mình mấy cái mẫu sản phẩm này để mình test thử. Đúng ra là mình sẽ đem cái này về Sài Gòn các bạn, nhưng mà phải đóng xe về cho nên nó không kịp. Cho nên thôi giờ đang ở Đà Nẵng thì mình sử dụng, mình test luôn trong cái tiệm chuẩn bị khai trương luôn. Thì đây là cái mẫu nước giặt xả kháng khuẩn đó. Rồi đây cũng là Dela luôn. Thì cái mẫu là nước giặt sấy, nước giặt sấy siêu lưu gương. Đây, các bạn nhìn cái. Rồi, hai cái này là cái nước giặt xả màu vàng. Đó, cái màu sắc các bạn thấy đúng không? Rồi, còn cái bình này, nước giặt xả này nó màu trắng. Rồi, các bạn cũng nhìn thấy luôn. Mình đã sử dụng hai cái bình ngày hôm qua rồi và mình giặt được vài cái mẻ đồ. Thì bây giờ đây là một cái chia sẻ về cái cảm quan của mình nha các bạn. Rồi, bây giờ với cái mùi này, cái bình này là nước giặt xả, thì các bạn ai không thích cái nước xả, tức là không muốn sử dụng nhiều nước xả, thì có thể sử dụng những cái bình nước giặt xả này. Họ có cho cái nước xả vô trong đây luôn, giống như là 2-in-1 vậy đó các bạn ha. Thì nếu chúng ta không thích bỏ thêm nước xả nữa thì chúng ta giặt xong và vũ bình thường ở trong máy thì cái độ lưu hương nó còn, và mình sử dụng thì mình thấy nó được đạt cái yêu cầu của mình nha, yêu cầu của mình về cái chất lượng giặt sạch. Các bạn lưu ý ha, thì mình cũng đã từng chia sẻ rất là nhiều, cái nước giặt thì nó thích hợp cho những cái loại quần áo nó không quá dơ các bạn, đồ văn phòng, đồ ngồi máy lạnh, sử dụng cho cửa trước đó. Còn nếu đối với những cái loại quần áo mà nó dơ quá thì đôi khi chúng ta phải chấm cái nước giặt nó lên cái vị trí dơ, chúng ta xử lý trước, chúng ta để ra ngoài 15-20 phút hay nửa tiếng rồi chúng ta mới giặt, thì nó mới đạt được cái hiệu quả cao nhất. Chứ còn thực sự cái mức độ tẩy rửa của nước giặt thì nó sẽ không bằng cái mức độ tẩy rửa của bột giặt. Đó là cái kinh nghiệm của mình nha các bạn. Cho nên đứng về góc độ sử dụng nước giặt này cho các loại quần áo như mình mới vừa nói trong máy cửa trước, thì mình thấy nó đạt được cái hiệu quả về giặt sạch, kèm theo là nó có cái độ lưu hương, nó có cái mùi hương sau khi sấy xong rồi nó vẫn còn được cái mùi hương. Dĩ nhiên nó không phải là 100% khi chúng ta mới vừa giặt, vì sấy xong nó có nhiệt nó sẽ bay mất, nhưng mà khi nó bay rồi nó vẫn còn cái mùi hương, khi mình xếp đồ mình vẫn còn nghe thấy. Thì giữa hai loại nước giặt này thì cái bình nước giặt Dela này màu trắng nó có cái mùi hương của hoa sứ, theo mình cảm nhận nó mùi hương của cái hoa sứ, và cái mùi hoa sứ nó rất là thơm, nó rất là nồng, nó nồng hơn cái mùi của cái bình màu đen này các bạn ha. Đặc biệt mình cung cấp thông tin cho các bạn luôn, cái bình màu trắng này, cái nước màu vàng nó khá là đậm đặc, cho nên trên cùng một cái lượng quần áo thì chúng ta cần một cái định lượng nước giặt, mình nói ví dụ là 100ml nước giặt đi, thì các bạn nên để ý các bạn giảm cái lượng nước giặt lại. Vì lý do là cái kết cấu nó đặc, cho nên nếu chúng ta lấy đúng 100ml nó sẽ tạo bọt rất là nhiều trong máy cửa trước, cho nên các bạn có thể sử dụng là khoảng 70ml là ổn, nó sẽ vừa đúng với độ bọt, vì cái độ sánh và cái độ đặc của bình này nó đậm đặc hơn cái bình màu trắng của Dela này. Đó, các bạn lưu ý, cái này thì nó không có đặc như cái chai màu trắng này, cho nên chúng ta đổ đúng cái định lượng theo yêu cầu. Như vậy thì bước đầu sử dụng cái loại nước giặt xả này của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại toàn cầu DT, thì đối với mình nha, mình nói đối với mình thì nó đạt được cái yêu cầu chung của mình. Thì có thể trong thời gian tới mình sẽ sử dụng song song cả hai cái loại này, vừa nước giặt của Dela và vừa những nước giặt Sanche hay là Omo hay là Ariel đó, để mình sử dụng cho cái tiệm giặt sấy nói chung đó. Đặc biệt là nó sẽ thích hợp trên những cái loại quần áo như mình mới vừa nói đó. Thực sự ra là không phải là mình đi tham dự offline mình được gửi tặng những mẫu sản phẩm này mà mình làm một cái clip rồi mình khen hay là mình dành những lời có cánh cho những cái loại nước giặt này. Vì thực sự mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn rất là nhiều lần,
mình rất là ngán ngại đối với những cái thương hiệu mà nó không phải là Comfort hay Downy hay Santé hay là Arien hay là Lip hay là Net. Vì thực sự là chúng ta thấy quá nhiều cái thương hiệu trong cái thị trường nước chất tẩy rửa nói chung hiện nay, và nó loạn lên với những cái tên. Bây giờ mình đọc cái tên không biết đó là tên Việt Nam hay là không biết tên Hàn Quốc, và nó cứ na ná nó giống như hàng Thái vậy, tới chừng mua về thì là hàng Việt. Mà những cái cơ sở nó trôi nổi, những cái công ty nó làm chất lượng nó tốt, mình rất là ngán ngại việc đó. Cho nên mình nói là muốn gì thì muốn, đưa cho mình sử dụng thử, sử dụng rồi mình mới đánh giá. Chứ còn kêu mà mình mời chào hay là mình giới thiệu có cánh với những cái lời đó thì mình không làm việc đó. Và đặc biệt là mình cũng từ chối luôn những cái nhãn hiệu kiểu đó, vì nhìn cái nhãn hiệu là mình sẽ đoán ngay là cái này là nhái, nhái cái âm, nhái cái chữ của cái thương hiệu này, thương hiệu nọ đó. Nói chung thì các bạn muốn có sự thay đổi thì các bạn có thể mua cái này về, các bạn thử, rồi các bạn có những đánh giá riêng của mình bên cạnh mà cái ý mình mới đưa ra. Chứ còn thực sự nói là cái này là nhất hay là mình khen tặng có cánh thì mình không có đi theo cái thiên hướng đó. Mình chỉ cảm nhận là cái mình mới sử dụng nó như thế nào đó. Chẳng hạn như cái bình màu trắng này nó rất là lưu hương, sấy rồi vẫn còn hương. Còn cái mùi của cái nước giặt màu đen này, cái bình màu đen này nó lỏng hơn, nó tạo ít bọt hơn, nhưng mà cái mùi này mình vẫn thích, là nó giống như cái mùi nó tây tây vậy, nó giống như cái mùi nước xả của châu Âu Việt Kiều các bạn. Nó có cái hương thấm, nó nhẹ nhàng, nó không có nồng bằng cái bình này. Thì ai thích cái tông nào thì cứ chọn cái tông đó, mình sẽ sử dụng hết cái bình này đó. Có cái gì tiếp theo mình sẽ thông báo với các bạn, vì mình rất là khó tính trong những cái việc này. Có thể mình sử dụng 5 lần 10 lần dù nó còn, mình cũng không sử dụng, mình đóng nắp mình để đó, mình để 1 tháng 2 tháng mình sẽ coi cái biểu hiện tiếp theo của nó sẽ như thế nào. Vì có lần mình đã nói với các bạn rồi, những cái loại nước giặt hay nước xả đem tới tiệm bá hỷ của mình mời chào mình không mua, sau đó ta năn nỉ để lại cho mình sử dụng, nếu mình muốn thì cứ để lại cho mình, và mình sử dụng một ít mình để lại một ít. Và có nhiều cái nhãn hiệu các bạn biết không, mình để chừng 1 tháng hoặc là 2 tháng các bạn, nó biến chất, nó biến màu, kèm theo là các bạn biết không, cái nắp đậy á, nó bị bể cái nắp, nó bung, nó bắn lên và nó đổ nước giặt nước xả ra, vì trong đó nó có cồn các bạn, nó có cồn nhiều quá, cồn thì nó sẽ bốc hơi, bốc mùi lên, đó cho chúng ta tạo được cái mùi thơm, cái hương thơm. Nhưng chính cái cồn chúng ta nén nó quá trong cái bình, cái chai, cái lọ lâu ngày á, cái áp suất nó lên đó, nó bung nắp, nó bể cái chai và nó đổ đầy ra. Thì cái nhãn hiệu này mình cũng sẽ test theo cái kiểu đó, mình sử dụng nhưng mà không sử dụng hết. Có cái gì tiếp theo mình sẽ thông báo với các bạn, còn mình có thông tin gì tới đâu mình chia sẻ tới đó. Nhân tiện thì mình cũng xin cảm ơn Hội Giặt Sấy Đà Nẵng đã có một cái lời mời và đón tiếp mình rất là chu đáo khi mình ở Đà Nẵng để tham dự cái offline này. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại.